Chào anh em đã quay trở lại với em Tùng Audio, lên đường ngay cho anh em mẫu sản phẩm các số rất là thịnh hành của STC, phiên bản đời mới STC DK900 gửi cho anh em ở Vĩnh Phúc. Xin gửi cho anh Sơn với mẫu sản phẩm anh đã lựa chọn bên em, một trong những phiên bản hiện tại anh em đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhất ở đầu xuân năm mới phụ anh em khách hàng. Giá hiện tại thì bên cả anh em đang để là 1.200.000 đồng, trong đó bên em đã bao ship toàn quốc và tặng thời gian kết nối hàng bảo hành đến tới 1 năm trong hãng, của anh em yên tâm khi chúng ta lựa chọn những cả trang thiết bị âm thanh bên cả tủ audio, và đặc biệt là với phiên bản ETC DK900 này. Và khi mà chúng ta đã đặt hàng rồi thì chắc chắn anh em nhận hàng được phép kiểm tra hàng và thanh toán sau, đó là gì bên em có thể hỗ trợ trực tiếp để khi anh em khách hàng nhận hàng chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm về chất lượng sản phẩm bên phía cửa hàng em. Và ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm xem anh Sơn Vĩnh Phúc đã lựa chọn phiên bản gì và phiên bản này có các tính năng như thế nào khi chúng ta ghép nối vào giảm máy thanh gia đình nhé. Xin giới thiệu cho anh em một chút xíu về phiên bản này, ETC DK900. Đây là cái phiên bản mới nhất của nhà phân phối này và đầy đủ tính năng, không hề thiếu bất kỳ tính năng nào để phục anh em giọng hát hay, giọng hát tốt nhất trong mọi quan gia đình, cũng như là nâng cấp trực tiếp vào dàn máy âm thanh. Anh em có thể nâng cấp với âm ly, ghép lối đẩy để mặt chỉ ghép loa kéo đều được cả. Ngay bây giờ cùng với em tham khảo các cái tính năng nào. Với ETC phiên bản DK900 này sẽ làm bản màu đen mạnh mẽ cho anh em. Với mặt màn hình LCD ngay góc tay trái sẽ hiển thị đầy đủ chức năng thông số cho anh em khi chúng ta sử dụng. Chúng ta có thể lấy nhạc, cấp nhạc từ các cái đường cổng tín hiệu khác nhau như là USB hay đường cổng quang phía mặt sau Bluetooth 5.0 được Quasia, và vẫn giữ cho mình là 4 đầu dây rắc trắng đỏ để chúng ta có thể lấy tín hiệu qua các cái đường dây truyền thống. Và hơn nữa, với ETC DK900 sẽ có 5 cấp độ chống ú để anh em có thể nâng cấp trực tiếp vào dàn máy, nên là anh em rất là cần những cái phiên bản mà có cấp độ chống ú tốt. Và ETC cũng vậy nhé các bác, giữ cho em nút input chuyển sang 5 cấp độ chống ú và cao nhất sẽ là cấp độ chống ú số 5. Thì thông thường anh em để khoảng 1 hoặc 2 thôi, khả năng chống ú anh em để khoảng 2 thôi, bởi vì khi mà chúng ta kích hoạt chế độ càng lên cao thì âm thanh nó càng giảm xuống, các bác lưu ý cho em. Trừ trường hợp là chúng ta sử dụng cái dàn máy tiếng mic mà loa nó quá nhiều dàn xếp, nó sáng quá, nên là chúng ta bắt buộc phải sử dụng tính năng số 5. Còn nếu như chúng ta đã chơi phòng hát đình, có khi những cái dàn nó không hú và con này thì nó cũng không có hiện tượng hú rít xảy ra khi mà chúng ta để ở chế độ là không bật chống hú, nó vẫn là hay đấy. Nên là chúng ta yên tâm khi mà chúng ta lựa chọn phiên bản ETC DK900 này. Một tính năng rất là hay nữa đó là tính năng giọng nói, tính năng voice, khi mà chúng ta alo tiếng mic, tiếng nhạc nó sẽ tự động giảm đi. Một vài anh em có thói quen là chúng ta sử dụng một trải nghiệm thử mấy cái nút thì không may có anh em sẽ nhấn vào nút voice này bật chế độ on chẳng hạn, thì khi chúng ta alo, khi chúng ta hát karaoke đấy, chúng ta alo tiếng mic, hát qua tiếng mic thì tiếng nhạc nó sẽ giảm đi. Các bác lưu ý cho em khi chúng ta thấy cái hiện tượng như vậy thì chúng ta hãy tắt cho em cái tính năng voice đi nhá. Đấy, và tiếp theo nữa là 16 tính năng chỉnh cơ đơn giản dễ dàng nhất, và chắc hẳn là anh em nhìn ở trên này chúng ta thấy ngay, đó là 16 tính năng. Thứ nhất là chế độ echo, bao gồm 3 tính năng quan trọng, delay cổng LR, tướng loa trái và loa phải, của tính năng repeat hay là tính năng revert, mà rất nhiều anh em cần tính năng revert này để thể hiện cái chất giọng âm thanh tốt nhất của mình lên khi chúng ta sử dụng trải nghiệm âm thanh revert. Và cuối cùng là các giải bass chép, phần effect EQ này, phần mic này, phần nhạc này, và thêm một cái chế độ rất là hay nữa, đó là chế độ sub để anh em sử dụng sub trực tiếp ở trên vang, gắn cho em ở phía mặt sau qua đường cá lông hoặc đường dây AV chúng ta sử dụng nhé. Và anh Sơn cũng báo với em rằng là anh đang sử dụng âm ly và bây giờ là anh muốn nâng cấp lên một con vang, và khi anh nhận hàng về thì em cứ căn chỉnh hết tất cả tính năng cho anh. Thì em cũng đã nhắc cho anh em rất nhiều video em Tùng làm những dòng vang rồi, khi có anh em đã đặt hàng bên em, dù anh em có biết chỉnh, anh em có biết chơi như thế nào chăng nữa thì bên em vẫn sẽ hỗ trợ căn chỉnh trước các tính năng tốt nhất lên nhận hàng về tất cả anh em, kể cả người mới hay người cũ. À, về các bác chỉ cần vặn cho em đúng 3 phím tính năng đơn giản dễ dàng thôi, mic tổng, effect tổng, âm lượng tổng nhạc, là chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh tốt nhất rồi. Hỗ trợ tất cả tính năng bên em cải sẵn luôn cho anh em nhé. Và thiết kế mặt sau của STC DK900 thì các bác được nhìn thấy ngay đây rồi, với 3 đường cổng cao lông cho anh em. Sẽ 2 đường cổng chúng ta sẽ sử dụng, đó là chúng ta sẽ sử dụng cổng RAL, RAL cho anh em ghép lối sang các thiết bị như là âm ly, cũng đẩy để vào, thậm chí ghép loa kéo. Còn cổng nó sẽ ghi ký hiệu là sub out dành cho anh em là đang sử dụng sub nhá. Thêm nữa là có đầy đủ các đường dây kết nối lấy nhạc cho anh em, thì em đã nhắc cho anh em đầu video rồi, cổng quang, Bluetooth ở đằng sau đây, đường Quasia cho anh em kết nối lấy nhạc. Và có thêm đường cổng AV cho anh em sử dụng thiết ghép đối các thiết bị nữa, 2 cổng mic AV thiết kế ngay mặt sau cho các anh em. Ok, và ngay bây giờ cùng với anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh với mẫu sản phẩm mà anh Sơn Vĩnh Phúc đã lựa chọn là phiên bản ETC DK900 nhé. Đầu tiên là cùng các anh em trải nghiệm chút nhạc.
Thế ba anh em chúng ta được trải nghiệm âm thanh rất tuyệt vời đến từ phiên bản ATC đi K900, các bác nghe tiếng nhạc không ạ? Sôi động, bay bổng, có bát dạ bát trung chép, anh em hoàn toàn có thể căn chỉnh được theo thích riêng. Nói gì có anh em có thể là sử dụng trực tiếp ở trên phiên bản ATC DK khi mà chúng ta nghe nhạc. Và cái phần quan trọng nhất chắc chắn rồi, không phải là chế độ nghe nhạc mà là cái phần chế độ âm thanh giọng hát. Và khi chúng ta cất được ca tiếng hát lên với phiên bản vang, và anh em biết rằng là vang nó là một trong những cái thiết bị rất là quan trọng cho giọng hát, các anh em trở lên chuyên nghiệp hơn. Bây giờ em sẽ cùng anh em trải nghiệm âm thanh đến từ ATC DK 900 nhé. Một thay 5 6 7 8 9 7, một thay 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7, một thay 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7. Vậy anh em thì sao ạ? Vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Chất lượng âm thanh đỉnh cao thật sự luôn với ATC DK900, với cái chế độ echo ngọt ngào, dịu êm. Khi chúng ta cất lời ca tiếng hát của mình, các bác sẽ thấy ngay đó là chế độ vang nhẹ của cái giọng hát của mình ở trên những cặp loa. Đó là cái tính năng echo bao gồm hai cổng delay và repeat. Và thêm tính năng reverb nữa, nó làm nổi bật cái giọng hát của anh em khi chúng ta sử dụng và trải nghiệm âm thanh có bộc lộ cái chất giọng âm thanh thật và tốt nhất cho anh em ở phần tiếng năng reverb. Và cuối cùng sẽ là các giải bass mic chép để hỗ trợ cho anh em có một cái chất giọng âm thanh bay bổng dễ hát nhất. Đó là gì các anh em cần có ở trên một phiên bản vàng. Và ngày hôm nay thì bên cả anh em lên sóng lại một lần nữa cho anh em, đặc biệt là gửi cho anh Sơn đến từ Vĩnh Phúc với mẫu sản phẩm mà anh đã lựa chọn bên em, ATC DK900. Và nếu anh em đang có nhu cầu phiên bản vàng này, liên hệ trực tiếp ngay đến số điện thoại của em Tùng 0979629336 để có ngay cho mình mức giá hấp dẫn nhất với phiên bản vang cơ đại số cao cấp chính hãng và chất lượng của ATC DK900. Video của em xin dừng lại tại đây, là tất cả anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào các bác.